là thuyết minh về thể thơ thất ngôn bát cú đường luật. Các bạn đã học cái bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu chưa? Rồi vậy các bạn nhìn vào cái tên của cái thể thơ đi, thất ngôn bát cú đường luật. Nếu như ở đây đề bài yêu cầu các bạn thuyết minh về thể thơ thất ngôn bát cú đường luật thì trả lời cho cô là theo em hiểu thì thất ngôn bát cú đường luật, thất ngôn bát cú thì nó sẽ gồm có bao nhiêu câu thơ ở trong cái bài thơ đó và mỗi câu thì gồm có bao nhiêu tiếng. Rồi vậy thì đầu tiên mở bài các bạn cần phải làm gì với cái dạng, các bạn nhớ đây là văn thuyết minh nha. Văn thuyết minh là chúng ta phải đi giới thiệu về nó, được chưa? Tức là ở đây chúng ta sẽ đi giới thiệu về cái thể thơ thất ngôn bát cú đường luật này. Vậy thì giới thiệu như thế nào? Mở bài, thứ nhất, giới thiệu về thể thơ thất ngôn bát cú đường luật hay còn gọi là thơ đường luật. Ví dụ ở đây cô cho là gì? Trong văn học Việt Nam, đặc biệt là văn học trung đại, thể thơ thất ngôn bát cú đường luật chiếm một vị trí quan trọng. Thì đó chính là cái cách dẫn dắt để vào mở bài. Trong văn học Việt Nam, đặc biệt là văn học trung đại, thể thơ thất ngôn bát cú đường luật chiếm một vị trí quan trọng. Các nhà thơ như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và cả Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có những bài thơ hay viết theo thể thơ này. Rồi, vậy thì ở đây cô hỏi các bạn là cái thể thơ này ở năm lớp 7 các bạn đã được tìm hiểu những bài thơ nào được viết theo cái thể thơ thất ngôn bát cú đường luật này. Nhớ lại cho cô xem những bài thơ nào các bạn đã được học mà được viết theo thể thơ này. Rồi, vậy thì khi mà các bạn giới thiệu vào cái thể thơ ở trong phần mở bài này thì các bạn có thể đưa ra, nêu ra một số cái ví dụ, một số những cái tác phẩm các bạn đã được học và nó được viết theo cái thể thơ thất ngôn bát cú đường luật này, nghe chưa? Rồi, vậy thì đó là phần mở bài. Còn trong phần thân bài chúng ta cần triển khai những cái gì? Đầu tiên vẫn là nguồn gốc xuất xứ. Nguồn gốc xuất xứ. Rồi bây giờ cô hỏi các bạn là các bạn chỉ cần nhìn vào cái tên thôi, cần nhìn vào cái tên thôi là cũng biết được cái nguồn gốc xuất xứ của cái thể thơ này là nó bắt nguồn từ đâu rồi. Đó chính là cái nguồn gốc xuất xứ, được chưa? Thì ở trong cái phần này các bạn cần giới thiệu đó là gì? Giới thiệu xuất xứ của thể thơ đường luật là xuất hiện từ đời Đường, được chưa? Đầu tiên nó được xuất hiện từ đời Đường ở Trung Quốc và được thâm nhập vào Việt Nam từ rất lâu. Nếu như chúng ta hôm trước cô nói rồi đúng không? Trong cái phần nguồn gốc xuất xứ này, nếu như chúng ta không biết rõ cụ thể về một cái con số, về một cái số năm hay là cái ngày tháng nó xuất hiện thì chúng ta sử dụng những cái từ, ví dụ như ở đây này, cô đang sử dụng từ rất lâu. Không biết là từ khi nào, chỉ cần biết đó là từ rất lâu là được rồi. Đó là về nguồn gốc xuất xứ. Tất cả các dạng văn thuyết minh, kể cả về đồ vật, loài vật hay là một cái thể loại văn học thì các bạn cũng đều phải có nguồn gốc xuất xứ. Và sau nguồn gốc xuất xứ là cái gì? Đặc điểm, đúng không? Rồi các bạn ghi nguồn gốc xuất xứ xong, chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu những đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú đường luật. Xong phần nguồn gốc rồi, đến phần gì vừa nãy cô vừa mới nói xong, đặc điểm đúng không? Rồi vậy thì đặc điểm, cái đặc điểm đầu tiên mà chỉ cần nghe cái tên thôi của bạn, các bạn cũng tìm ra được cái đặc điểm của nó là về số câu và số tiếng, đúng không? Thì cái đặc điểm đầu tiên đó là gồm có 8 câu và mỗi câu thì gồm có 7 chữ hoặc là mỗi câu gồm có 7 tiếng. Thứ nhất đó là gồm có 8 câu và mỗi câu thì gồm có 7 tiếng. Cái đặc điểm thứ hai của thể thơ thất ngôn bát cú đường luật đó là bài thơ gồm có 4 phần đề thực luận kết, được chưa? Bài thơ gồm có 4 phần đề thực luận kết và trong cái bài thơ đó có 8 câu đúng không? Thì 2 câu đầu sẽ là 2 câu đề, sau đó đến 2 câu thực, đến 2 câu luận và đến 2 câu kết. Và hai câu đề thì có nhiệm vụ gì, ghi cho cô? Hai câu đề đó là hai câu đầu tiên giới thiệu chung về cái vấn đề cần nói tới. Cái nhiệm vụ của nó đó là giới thiệu chung về cái vấn đề cần nói tới. Câu 3 và câu 4 thì người ta còn gọi đó là hai câu thực hay là gọi là phần thực. Và cái phần này thì có nhiệm vụ tả thực cái vấn đề đó. Hai câu đề rồi, hai câu thực rồi thì đương nhiên nó đến câu gì với câu gì nữa? Luận kết, đúng không? Rồi tiếp tục hai câu tiếp theo đó là hai câu luận. Câu số 5, câu số 6 đó là phần luận. Phần này thì
Phần này có nhiệm vụ đó là bàn luận, mở rộng vấn đề, làm cho ý thơ sâu sắc hơn. Mở rộng, bàn luận vấn đề, làm cho ý thơ sâu sắc hơn. Còn hai câu cuối cùng đó là phần kết. Và phần này có nhiệm vụ kết thúc và tổng kết vấn đề. Có nhiệm vụ kết thúc, tổng kết vấn đề, đó là toàn bộ về 8 cái đặc điểm của 8 câu thơ với cái vai trò nhiệm vụ cụ thể của từng câu. Rồi đó là cái phần tổng quan về 8 câu thơ. Ngoài ra các bạn ghi cho cô một cái chú ý nữa đó là gì? Bài thơ Đường Luật gieo vần ở cuối câu 1, 2, 4, 6, 8 và là vần bằng. Xong rồi đúng không? Rồi các bạn chú ý cho cô cái nhận xét cuối cùng này nha. Các bạn đã được làm quen với cái thể thơ nó phổ biến và dễ nhớ nhất, đó là thể thơ lục bát rồi đúng không? Các bạn đã được học và học cách làm thơ lục bát rồi đúng chưa? Về cái cách gieo vần, về nhịp thơ, về vần bằng, vần chắc các bạn nhớ không? Nhớ không? Thơ lục bát là một cặp câu thơ 6-8 đúng không? Một câu 6 và một câu 8. Thì ở trong thơ lục bát gieo vần là sẽ là cái tiếng số 6 của câu lục thì sẽ gieo với tiếng thứ 6 của câu 8, đúng chưa? Và tiếng thứ 8 của câu bát thì nó sẽ gieo với... Cô nhắc lại nhá, ở trong thơ lục bát thì có câu lục và câu bát, đúng không? Câu 6 thì người ta gọi câu lục và câu 8 thì người ta gọi câu bát, đúng chưa? Vậy thì cái cách gieo vần ở trong thơ lục bát nó rất là dễ. Cô lấy ví dụ là gì? Cái tiếng thứ 6 của câu lục nó sẽ gieo vần với tiếng thứ 6 của câu bát, được chưa? Và cái tiếng thứ 8 của câu bát. Vậy thì đây là một cặp câu thơ lục bát, đúng chưa? Câu 6 là câu lục và câu 8 là câu bát, đúng không? Vậy thì đối với trong cái thơ lục bát thì người ta sẽ gieo vần ở cái tiếng thứ 6 của câu lục, nó sẽ gieo vần với tiếng thứ 8 của câu bát, đúng chưa? Đúng không? Tiếng thứ 6 của câu lục gieo vần với tiếng thứ 8 của câu bát, có nhìn thấy? À, tiếng thứ 6 của câu bát có nhìn thấy không? Gieo vần gì? NN, sen và chen, đúng chưa? Thì đây chính là cách gieo vần, hiểu không? Và cái tiếng thứ 8 là cái tiếng thứ 8 này nó sẽ gieo vần với cái tiếng thứ 6 của câu thơ tiếp theo. Được chưa? Đó là cách gieo vần ở trong thơ lục bát. Còn đối với lại ở cái thể thơ thất ngôn bát cú đường luật này thì nó khó hơn một chút. Đó là gì? Nó gieo vần ở cái tiếng cuối của câu 1, câu 2, câu 4, câu 6, câu 8. Các bạn nhớ lại cho cô cái bài thơ Qua đèo ngang của bà Huyện Thanh Quan đi. Câu đầu là gì? Bước tới đèo ngang bóng xế tà, đúng chưa? Vậy thì cái tiếng cuối cùng của câu đầu tiên nó là chữ tà, đúng không? Đúng không? Nào chú ý lên đây, chữ tà là cái tiếng cuối của câu 1. Câu số 2 là gì? Cỏ cây trên lá, đá trên hoa, đúng không? Thì chữ hoa, được chưa? Vậy thì cái tà với cái hoa này nó gieo vần với nhau, được không? Hiểu không? Đọc hết cả bài các bạn sẽ thấy là gì? Cứ cái tiếng cuối của câu 1, 2, 4, 6, 8 thì nó sẽ gieo vần với nhau và nó là vần bằng, được chưa? Các bạn còn hiểu thế nào là bằng chắc không? Những tiếng như thế nào thì được gọi là vần bằng, là thanh bằng. Cô lấy ví dụ ở đây, cô vừa mới cho cái từ cuối của cái tiếng cuối của câu số 1 là tà, đúng không? Tiếng cuối của câu số 2 là hoa, đúng không? Được chưa? Vậy thì các bạn thấy điểm chung là tà và hoa ở đây đều có một cái điểm chung, đó là gì? Nó mang cái vần bằng. Và vần bằng ở đây là gì? Trong ký hiệu, người ta ký hiệu là chữ B. Và vần bằng ở đây là những cái tiếng nào mà nó có dấu huyền và thanh ngang. Nhớ chưa? Rồi, còn vần chắc là chữ T và các dấu còn lại, chấm hỏi nặng ngã sắc gì đó, được chưa? Nhớ chưa? Nhớ như thế nào là bằng chắc chưa? Nhớ chưa? Vậy thì ở thể thơ lục bát có quy luật là 1, 3, 5, 7 thì là tự do, không có yêu cầu về bằng chắc. Còn đối với lại 2, 4, 6, 8 thì đối với lại 2, 4 thì bắt buộc phải là thanh bằng, được chưa? Còn 6 và 8 thì đó là bằng vần. Ngoài cái việc nó mang thanh bằng ra thì nó còn phải vần nữa. Đó là đối với thể thơ lục bát. Còn đối với cái thể thơ ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu thì cứ cái tiếng cuối cùng của câu số 1
số 2, số 4, số 6, số 8 là phải vần với nhau và phải mang thanh bằng, được chưa? Vậy thì tức là cái tiếng số 1, số 2, số 4, số 6, số 8 kia nó sẽ phải được ký hiệu là BV bằng vần. Nha, nhớ cho cô, nó phải mang thanh bằng và nó phải vần. Giống như các bạn đọc cái bài thơ qua đèo ngang lên là các bạn thấy đầu tiên là gì? Bước tới đèo ngang bóng xế tà, chữ tà đầu tiên, được chưa? Câu đầu tiên, cỏ cây trên lá, đá trên hoa, rồi chữ hoa. Đến câu số 3 thì không có trong cái quy luật thì không cần quan tâm, đúng không? Câu số 3 là gì? Lom khom dưới núi tiều vài chú. Vậy thì cái câu số 3 đó nó không cần phải vần với lại câu số 1, số 2 và nó cũng không có yêu cầu về vần bằng, cho nên cuối cùng của câu số 3 là chữ chú, nó là dấu sắc, đúng không? Đúng chưa? Đến câu thứ 4 đó là gì? Lác đác bên sông chợ mấy nhà, đúng không? Cái thứ 4 đó lại là nhà. Vậy thì có phải nó là vần với lại tà hoa và nó đều là mang dấu bằng không? Dấu huyền là thanh bằng, đúng không? Cứ dấu huyền và không có dấu thì nó là thanh bằng. Rồi tiếp tục đến câu số 6 đó là gì? Thương nhà mỏi miệng cái ra ra, đúng chưa? Và câu số 8 đó là một mảnh tình riêng ta với ta, đúng không? Vậy thì tất cả nó gieo vần với nhau ở cái tiếng cuối cùng của câu 1, câu 2, câu 4, câu 6, câu 8. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi, cô nói rồi, đặc điểm của văn thuyết minh đó là gì? Chúng ta phải am hiểu về nó, chúng ta phải có kiến thức về nó thì chúng ta mới làm được. Cho nên các bạn phải ghi để nhớ là thứ nhất, thứ hai là các bạn phải hiểu nha. Còn nếu không hiểu thì sẽ không thể nói được đâu. Vậy thì ở đây, thể thơ thất ngôn bát cú đường luật là bắt buộc các bạn phải đi theo cái quy tắc, cái quy định của nó. Nó khác hoàn toàn với thể thơ tự do thì người ta không có yêu cầu về số câu, số từ, cũng không có yêu cầu về gieo vần hay là về thanh, về bằng, về chắc cái gì hết. Các bạn viết sao cũng được, miễn là nó có theo một cái mạch cảm xúc của người viết. Còn đối với những cái bài thơ mà nó theo quy tắc, quy luật như vậy thì các bạn khi mà phân tích thơ hay là khi sáng tác một bài thơ thì người ta phải đi theo cái quy tắc chung như vậy, rằng là gì? Hai câu đầu thì nó phải là hai câu thực, hai câu đề, sau mới đến hai câu thực và đến hai câu luận, hai câu kết, và về gieo vần rồi về thanh bằng, thanh chắc, được chưa? Ngoài ra thì đối với lại cái thể thơ thất ngôn bát cú đường luật này, các bạn còn phải chú ý cho cô thêm một cái ý nữa. Bài thơ còn có niêm. Niêm có nghĩa là sự giống nhau về bằng chắc theo nguyên tắc. Theo nguyên tắc nhất tam ngũ lục bất luận. Nhất tam ngũ lục bất luận tức là còn nhị tứ lục phân minh, tức là cái này là phải theo quy tắc. Còn những câu này thì bất luận là không cần theo cái quy tắc, còn những câu này thì phải theo. Ghi xong chưa? Rồi tiếp tục, ý tiếp theo đó là về nhịp. Thông thường thơ thất ngôn bát cú đường luật ngắt nhịp 3-4 hoặc 4-3, đôi khi cũng ngắt nhịp 2-2-3 hoặc là 3-2-2 tùy theo mỗi bài. Các bạn có hiểu nhịp ở đây là gì không? Ngắt nhịp ở đây đơn giản là các bạn ngắt nghỉ khi mà đọc cái câu thơ thôi, có gì đâu. Thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn là một câu thơ có 7 tiếng, đúng không? Đúng chưa? Vậy thì 7 cái tiếng đó chúng ta đọc ngắt nghỉ như thế nào? Thì có thể là ngắt nghỉ 3-4 hoặc là 4-3. Từng lại câu đấy cho cô. Bước tới đều ngang bóng xế tà. Vậy thì nó theo nhịp gì? Ừ, có thể là 4-3. Bước tới đều ngang, nghỉ, bóng xế tà. Được chưa? Hoặc là bước tới đều ngang bóng xế tà. Vậy thì có phải là 2-2-3 hoặc là 4-3. Đúng chưa? Vậy thì đó chính là cách ngắt nhịp, hiểu không? Là cái cách ngắt nghỉ khi mà các bạn đọc câu thơ lên thôi, không có cái gì hết. Và nhớ cho cô là đối với lại thể thơ thất ngôn bát cú đường luật thì sẽ ngắt nhịp lẻ như vậy, được chưa? Thường là 3-4, 4-3 hoặc là 2-2-3 hoặc là 3-2-2. Còn đối với thể thơ lục bát thì bắt buộc các bạn phải ngắt nhịp chẵn nha. Đối với lại thể thơ lục bát thì các bạn phải bắt buộc ngắt nhịp chẵn. Ví dụ như là 4-4 này, 2-2-2 này, 2-2-2-2 này, được chưa? Hoặc là 2-4,
hoặc là 2, 2, 4. Nói chung là cứ thể thơ lục bát thì các bạn phải ngắt nhịp chẵn. Còn đối với thể thơ này các bạn ngắt nhịp 3-4, 4-3, 3-2-2 hoặc là 2-2-3 ghi vào cho cô. Và phải hiểu được cái nội dung, cái bản chất của cái ý mà mình vừa mới ghi. Chứ đừng có đến lúc hỏi lại lại nhịp là cái gì cũng không biết nữa thì chết. Rồi, vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu xong về nguồn gốc xuất xứ, về đặc điểm của cái thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật này rồi. Vậy thì tiếp tục các bạn tìm hiểu cho cô phần thứ 3. Đó chính là ưu điểm và nhược điểm của cái thể thơ này. Phần 3 nhỏ, ưu điểm, nhược điểm. Vậy thì đối với các bạn, nếu như yêu cầu các bạn phân tích một bài thơ mà được viết theo cái thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật này, hay là yêu cầu các bạn viết một bài thơ theo cái thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật này, thì các bạn sẽ cảm thấy là nó dễ ở đâu và nó khó ở đâu? Hàm xúc cô đọng, ngắn gọn, hàm xúc cô đọng, hết chưa? Ưu điểm và nhược điểm đó là thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật ngắn gọn, hàm xúc cô đọng, giàu nhạc điệu, lời ít ý nhiều nhưng khá gò bó, đòi hỏi về niêm luật chặt chẽ nên không dễ làm. Đó chính là ưu điểm và nhược điểm. Rồi, đó là về ưu điểm, nhược điểm. Vậy thì đối với phần thân bài của cái dạng thuyết minh, đó là thuyết minh về một cái thể thơ, thì các bạn cần chú ý cho cô những cái nét chính vậy thôi. Đó là gồm có 3 đoạn. Thứ nhất về nguồn gốc xuất xứ, cái chính ở đây là về cái đặc điểm, và cái thứ ba đó là về ưu nhược điểm. Rồi, cuối cùng đi phần kết bài. Kết bài thì các bạn chỉ cần khẳng định lại thôi, thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật có vị trí quan trọng là một trong những thể thơ hay, góp phần vào những thành tựu rực rỡ về thơ ca của nền văn học.